Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay thì bọn mình sẽ mang đến một video review về sản phẩm mic không dây có tên là Boom XD Pro gồm 2 thu và 1 nhận đến từ thương hiệu còn tương đối là mới mẻ là Comica. Đây là một sản phẩm mà nó sẽ phù hợp với những người mà làm video kiểu như là video travel này hay là làm vlog này hoặc thậm chí là làm talk show vì có tới tận 2 thu cơ. Và vì là một thương hiệu còn mới mẻ thì nên là Comica cũng rất là rộng rãi với 50mm Việt Nam khi mà cho phép bọn mình giveaway chính cái bộ mà bọn mình làm review này luôn. Mà cái bộ mic này lên đến 6 triệu cơ nhá. Thế nên là nếu các bạn là người quan tâm đến chuyện thu âm với chất lượng âm thanh nó ổn ổn một chút thì hãy đừng bỏ qua video này và nhớ tham gia phần giveaway ở cuối video nhá. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ở trong video lần trước bọn mình test mic Sony thì cũng có một bạn ấy comment đấy là mặc dù biết là tình hình bệnh dịch nó đang được hoành hành thế nên nhưng mà các bạn vẫn muốn là được nghe cái tiếng mà không phải thu qua lớp khẩu trang. Thế nên là bọn mình cũng sẽ chia cái video này thành hai phần. Một phần là sẽ test ở trong nhà là liên quan đến ngoại hình và những cái âm thanh mà thu trực tiếp từ chiếc mic và không qua lớp khẩu trang. Và cái phần còn lại thì bọn mình sẽ thu ở bên ngoài để thử luôn cái độ xa của khả năng thu của mic. Đây chính là cái hộp đựng mic mà chúng ta sẽ dùng hàng ngày. Ở đây thì các bạn hãy nhìn thấy là mặc dù là gồm có 2 thu và 1 nhận, thế nhưng mà cái túi chống sốc này đựng vẫn trông tương đối là nhỏ nhắn và dễ dàng mang vác đi lại. Khi mà mở ra thì nó cũng đơn giản thôi, nó gồm có 2 thu và 1 nhận ở đây. Ở trên thì các phụ kiện khác. Mình đánh giá Comica XD Pro có một thiết kế tương đối là thân thiện. Ở đây thì chữ ví dụ như là bộ receiver, tức là bộ nhận để cắm vào máy ảnh, thì nó có một cái màn hình ở phía trên so với màn hình phía dưới này của bộ transmitter, tức là bộ thu, và nó có chữ luôn là receiver. Còn đối với bộ thu là transmitter thì đây, màn hình ở phía dưới có màn hình này và có chữ receiver, có transmitter ở đây, bộ mic trên này, nó tương đối là thân thiện. Boom XD Pro của Comica cũng có hai lựa chọn màu sắc cho mọi người là gồm có trắng và đen. Ở đây thì mình đang cho mọi người xem phiên bản màu trắng. Tuy nhiên là vì khi mình đang thu âm, một phiên bản màu đen khác ở đây. Về mặt chất liệu thì Boom XD Pro sử dụng một cái chất liệu là nhựa thôi. Tuy nhiên là nó có cái phần gọi là họa tiết, nó hơi giống kiểu nhôm phay. Và mình đánh giá cao cái phần này vì trông nó có vẻ rất là sang xịn mịn, kiểu hơi công nghệ một chút. Boom XD Pro cũng sử dụng một cái thiết kế khá là hot trend gần đây, để chính là thiết kế bell clip. Thiết kế này thì giúp cho bạn dễ dàng đeo lên những cái vấn đề như là quần áo này hoặc là thắt lưng. Và thêm nữa đấy chính là thiết kế của cái bell clip này nó sẽ luôn luôn vừa cái hot shoe, nên giúp cho bạn dễ dàng cập được vào hot shoe của máy ảnh để thu âm luôn. Cũng vẫn về cái thiết kế bell clip này thì tuy nhiên là Comica lại có một cái pha xử lý khá là đi vào lòng đất, nói chung là hơi khó hiểu một chút. Khi mà cái bộ mà receiver, tức là cái bộ mình sẽ cắm ở trên máy ảnh ấy, thì nó lại có một cái viền cao su mỏng mỏng ở đây. Mình hiểu là có lẽ là hãng đang rất là gọi là chú tâm cho người dùng, không muốn người dùng bị xước mất cái phần hot shoe. Tuy nhiên là với cái phần viền cao su này thì khi mà ấn vào phần hot shoe của máy ảnh thì nó lại bị kiểu nó bị đẩy lên, chứ nó không phẳng vào được. Và chắc chắn là cái viền cao su vào trong một vài lần sử dụng thì nó sẽ bị hỏng thôi. Nhưng với chiếc mà transmitter, tức là bộ thu, thì lại không có cái viền cao su này và việc đưa vào là vô cùng dễ dàng. Nên là chắc là để giải quyết vấn đề này thì mình sẽ đưa sửa luôn. Thiết kế các cổng kết nối hay là nút bấm ở trên Boom XD Pro cũng tương đối là đơn giản và dễ nhận biết, nói chung là thân thiện. Đấy là đối với cái bộ mà nhận thì ở bên tay trái của nó sẽ gồm nút bật tắt này, chỉnh âm lượng của kênh A, kênh B, tức là cái mic A, mic B. Bên tay phải thì chỉ có là một cái cổng USB Type-C để sạc hoặc là kết nối mic này với các thiết bị khác. Ở phía trên thì chúng ta sẽ gồm có một cổng tai nghe để kiểm tra tiếng. Và cuối cùng là cổng out, tức là cổng lấy tiếng ra đối với thiết bị. Ví dụ bạn là thiết bị là máy ảnh chẳng hạn thì nó cổng out đây. Cái việc mà nó có sở hữu một cổng tai nghe là một điều vô cùng là đáng giá với những chiếc máy ảnh bây giờ, bởi vì không phải chiếc máy ảnh nào cũng sẽ có cổng tai nghe. Với bộ thu, nút rec ở đây khá là thú vị, bởi vì mỗi một cái bộ thu này của Comica thì sẽ có một cái bộ nhớ bên trong là 8GB và bạn hoàn toàn có thể bấm nút thu này để thu tiếng trực tiếp và sau đó kết nối vào máy tính để lấy file ra. Ở phía trên của bộ thu thì chúng ta sẽ có một cái mic ở đây. Đây là mic gắn liền với cái bộ này, bộ thu này. Và tiếp theo là một ô cắm mic nữa. Thì cái ô cắm mic này để bạn cắm những cái mic lav, kiểu là mic gắn những người ấy, vào cái ô này. Bên cạnh thì là một cái ô chốt để giúp cho cái việc là các cái mic của Boom XD Pro không bị gọi là giật ra trong quá trình sử dụng.
Đây gần như là toàn bộ phụ kiện của Boom XD Pro của Comica, thì gồm có mic, hai mic lavalier. Hai mic lavalier này thì thật ra có thể nó sẽ không phải là mic quá xịn, tuy nhiên là có mic lavalier để giúp cho bạn thu âm ở những cái điều kiện gọi là khó khăn, nó sẽ chủ động hơn. Tiếp theo thì là hai cái headcard để gắn lên hai cái bộ mic nếu trong trường hợp bạn không muốn dùng lavalier, một cái dây để sạc và kết nối cổng USB Type-C. Thì ở đây chúng ta sẽ có cổng 3 cổng USB Type-C để cắm vào 3 cái thiết bị chúng ta luôn vì sạc cổng C, và một đầu cổng A để cắm vào các thiết bị ví dụ như là máy tính hoặc là các cục sạc có cổng A. Cuối cùng thì là những dây kết nối liên quan đến máy ảnh và máy điện thoại chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta có một cái dây kết nối là dành cho Canon, Nikon chẳng hạn ở đây, và một cái dây khác là dành cho Panasonic, Sony, Fuji thì mình đang cắm ở trên máy quay của mình. Cuối cùng thì là một dây cắm điện thoại. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về một số cái chế độ thu âm ở trên chiếc Boom XD Pro. Thì Boom XD Pro có hai chế độ thu âm chính là stereo và mono. Stereo thì nó sẽ dành cho cái trường hợp là bạn muốn nghe hai kênh tiếng khác nhau, bởi vì có hai mic mà, thì sẽ là kênh, ví dụ kênh bên trái thì sẽ là mic 1, cái kênh bên phải là mic 2. Còn với chế độ mono thì nó sẽ hòa trộn cả hai cái kênh đường tiếng này thành một cái đường tiếng không thôi. Và cái chế độ này thì hai tai nghe nó sẽ không bị khác biệt. Đặc biệt là Comica XD Pro còn một cái chế độ nữa mà mình đánh giá là vô cùng thông minh và thú vị, để chính là chế độ safety. Đây là một cái chế độ mà như cái tên của nó là mang tính an toàn. Thì đấy chính là Boom XD Pro khi mà thu nó sẽ tạo ra một cái kênh tiếng giảm trừ 6 decibel so với cái kênh tiếng mình đang set. Ví dụ ở đây mình sẽ có hai cái tiếng, một cái là không đi và một cái thì nó sẽ tự set xuống là trừ 6 để giúp cho việc là khi bạn thu âm nếu mà nó có bị quá to ấy thì vẫn sẽ có một kênh khác an toàn hơn để giữ tiếng tiếng cho bạn. Toàn bộ phần video vừa rồi và đến tận bây giờ thì đều là cái tiếng mic mà bọn mình thu trực tiếp từ Comica XD Pro phiên bản màu đen mình đang gắn ở đây. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ ra ngoài để thử cái việc là thu âm ở bên ngoài nó có hiệu quả không, và thứ hai là nó có khoảng cách thu âm được bao xa nhá. Đi thôi. Bây giờ thì mình đang có mặt ở Bách Thảo, một trong những công viên cây xanh mà tương đối là cổ ở Hà Nội. Ở đây cái trước là chụp ảnh cưới rất là nhiều, nhưng bây giờ đỡ rồi. Hôm nay mình đến đây bởi vì là mình thấy là cái địa điểm này, thứ nhất là nó gần khu vực mình đang làm việc, thứ hai là mình nghĩ là nó cũng có đầy đủ các cái yếu tố để mà mình test thử. Ví dụ như là khoảng cách mình đứng từ đây ra đường thì chỉ rơi vào khoảng 20-30 mét, vẫn nghe tiếng xe, đâu đó có tiếng người nói chuyện, rồi có các cái tiếng môi trường khác như là chim hót hay là gió, thì mình thấy là cũng đầy đủ. Đó, mọi người có thể nghe qua nhìn thấy những em bé chạy qua, thì chúng ta test thử xem cái âm thanh nghe có hay không. Và một chút nữa thì mình sẽ thử là di chuyển ở một khoảng cách xa để thử xem khoảng cách kết nối của cái mic này có tốt không. Thêm một điểm nữa đấy là cũng khá là nhiều người hỏi những cái việc khi mà cái mic này nếu mà quay lưng đi thì có bị mất sóng không, thì chúng ta thử luôn nhá. Bây giờ bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta sẽ thử để xem có thấy sự khác biệt giữa cái mic built-in của Boom XD Pro và cái mic lab đi kèm không nhá. Hôm qua thì bọn mình đang làm ở văn phòng, thế nên là cái sự khác biệt về âm thanh có lẽ sẽ không quá nhiều khi gắn giữa mic lab và mic built-in. Nhưng bây giờ đã ra ngoài đường rồi, cái kiểu có nhiều âm thanh môi trường hơn thì mình nghĩ sẽ có sự khác biệt. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử xem là Boom XD Pro mic built-in nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Đây, mình sẽ gắn lại vào chỗ cũ. Hôm nay thì là một ngày mà trời khá là sương, thế nên là bây giờ bắt đầu mới nắng lên thôi, nên là trời hôm nay hơi đục một chút. Tuy nhiên là mình thấy về cơ bản thì nó vẫn đẹp hơn hôm qua. Bây giờ thì mình sẽ gắn mic lab vào. Với đặc điểm của Boom XD Pro thì mic built-in sẽ có một cái bất lợi hơn, để chính là cái việc gắn nó sẽ hơi phải nằm ngang hơn một chút. Nhưng mà với những người mà mặc áo kiểu như polo như mình có hàng khuy dọc. Còn đối với cái mic lab thì rất đơn giản, khi bạn có thể gắn mic và nó sẽ trực tiếp hướng lên phía trên khi chỗ bạn nói. Đây có lẽ là một điểm mình đánh giá là mạnh hơn của cái việc là gắn mic lab. Và thứ hai là việc với gắn mic lab thì bạn có thể giấu được cái mic này đi mà không cần thiết phải lộ ra như vừa rồi. Như vừa rồi thì mình phải để nó khá là rõ ràng. Ở đây thì ở phía ngoài đường thì mọi người có thể nghe thấy là những cái âm thanh ví dụ rõ ràng hơn như là xe cứu thương hoặc là xe đi cộ đi lại bấm còi. Thì không biết là bây giờ khi mà mình đang thu ở đây thì mọi người có nghe rõ các cái âm thanh không. Và có một đặc điểm nữa mình đánh giá cao tiếp luôn, đấy chắc chắn với mic lab, đấy chính là cái việc mà khi mình di chuyển thì chắc chắn là mic lab cũng sẽ không có vấn đề gì về chuyện là bị lọc sọc, bởi vì nó được gắn cố định ở một chỗ khác mạnh, ở chỗ tốt hơn. Còn đối với bell clip, cái dạng bell clip kia thì có thể đâu đấy nếu mà mình đi nhanh một chút thì cái tiếng lọc sọc nó sẽ có. Một điểm mình khen mic lab của Boom XD Pro đấy chính là cái việc gắn nó có cái G này,
nó sẽ khó rơi hơn rất nhiều. Bluebeat City Pro không phải là một chiếc mic có giá quá cao, tuy nhiên là những cái điểm nhỏ và làm cho người dùng cảm thấy dễ chịu như thế này và đỡ kiểu đỡ mất mát, mình thấy đánh giá khá là ổn đối với một hãng mic còn tương đối là mới mẻ. Đây, việc khi gắn vào thì nó rất là dễ và cũng không dễ để mà rơi ra. Bạn phải giật khá là mạnh chứ nó không phải là đơn giản đâu. Bây giờ thì mình sẽ thử cái khoảng cách thu âm của Bluebeat City Pro. Khoảng cách của mình hiện tại với người quay phim chỉ rơi vào khoảng 5-6 mét đấy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử chạy lên ở phía trên kia thì mình nghĩ khoảng cách sẽ rơi vào khoảng 50-60 mét khoảng đó. Và tiếp theo là mình sẽ đi xa hơn một chút nữa. Bây giờ hãy thử xem như thế nào nhé. Ai chả, lâu lắm mình không đến đây. Mọi người cũng có thể thử nghe xem là khi mình quay lưng đi ấy, thì cái khả năng bắt sóng của cái Bluebeat City Pro là tốt không nhá. À, rất tiếc là bởi vì ở đây thì không được dẫm lên cỏ, thế nên là mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Thì khoảng cách hiện tại mình đoán là rơi vào khoảng 50-60 mét, thì không biết là khả năng thu âm còn tốt hay không. Sau đấy tí nữa mình sẽ thử di chuyển sang cái khu vực khác nhé. Ở đây thì nó còn tương đối là gọi là thẳng trực tiếp. Có lẽ mình sẽ đi thử sang bên phần núi bên kia xem. Mình nghĩ là khoảng cách này thì việc thu âm chắc là sẽ không có vấn đề gì, bởi vì là nó khá thoáng đãng. Giờ mình sẽ đi ra phần bên đền núi xưa. Ok. Lâu lắm mình không đến đây. Rồi, không biết là bây giờ khả năng thu âm có ổn không, bởi vì mình đã đi bắt đầu khuất so với người quay phim rồi và nó cũng đã có một vài cái vật cản. Có lẽ các bạn không nhìn mình đâu luôn. Mình nghĩ là khu vực này thì rơi vào khoảng, chắc là cũng được khoảng gần 100 mét và đang có vật cản rồi. Cái bài test này nó là một cái bài test nó hơi mang tính gọi là làm những trường hợp nó khó thôi. Còn đâu thật sự mình nghĩ là sẽ ít người quay phim, tức là người mà làm nội dung nào sẽ có cái trò là đi đến khuất hẳn không nhìn thấy gì nữa. Và test thường là những cái bộ mic nhà mình đánh giá sẽ phù hợp với việc mà thu vlog, tức là quay ở khoảng cách tương đối là gần thôi. Ví dụ như này mình đang đi lên thì mình nghĩ là đấy là một cái trường hợp nó có thể xảy ra. Nhưng mà đối với cái trường hợp mình như vừa rồi là đi khuất luôn rồi nói test ấy, thì đúng là chỉ trong cái bài test thôi, còn đâu thì trường hợp bình thường sẽ không ai làm như vậy. Và bây giờ là phần tổng kết. Bluebeat City Pro là một bộ mic mình đánh giá cao về mặt ngoại hình khi mà nó có thiết kế tương đối là nhỏ nhắn, gọn gàng và khá là công nghệ. Thêm nữa là nó có lựa chọn màu trắng và màu đen giúp cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn. Có thể màu trắng sẽ hơi nổi bật hơn một chút nhưng mình đánh giá lại rất là cao bởi vì nó khá là đẹp. Còn màu đen thì trông nó sẽ công nghệ hơn. Nó sẽ có thể đâu đấy nó sẽ không giúp, không làm bạn bị quá nổi bật trong một đám đông. Về mặt thu âm, Bluebeat City Pro cũng có những cái chế độ hòa trộn nó phù hợp với việc là có hai thu một nhất. Đấy chính là chế độ mono hay là stereo. Đặc biệt là còn một chế độ nữa là safety để cho bạn có một cái kênh tiếng an toàn trong cái việc là để làm hậu kỳ sau này. Mình đánh giá đây là một trong những điểm tốt của Bluebeat City Pro. Cuối cùng thì có lẽ đây là khoảnh khắc nhiều bạn đang đợi đây rồi, chính là việc giveaway. Thì thể lệ giveaway mình sẽ ghi ở cái phần mô tả của video, các bạn làm theo nhé. Cơ bản thì chúng ta sẽ live share một số post và sau đó thì comment một con số may mắn từ 1 đến 200. Bọn mình sẽ chọn ra sau một tuần để trao giải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.